Hello, mình Thu Chí Hai Xem Mắt xin chào tất cả các bạn nha. Nay mình lại tiếp tục sang thăm các bạn ơi. Một ngày mới mình cũng chúc tất cả mọi người mạnh khỏe nhá. Hôm nay mình lại đi sân ong tiếp. Mình đi tới rừng su đây mình thấy được một giặc nấm các bạn ơi. Đây, mình đã nhổ xong rồi. Nãy mình cũng không có quay. Mình nhổ được các bạn ơi. Đó, giặc nấm mối đầu đen nhá. Giặc này là hôm qua có người ta nhổ các bạn ơi. Nên đây lúc mình nói chung là lúc mình đi mình thấy tổ ong các bạn ơi, mình đi bẻ củi á, mình mới thấy giặc nấm, còn không là không thấy nhé các bạn. Đây tổ ong mình thấy đây, mình quay cho các bạn xem nhé. Đó, làm cho cây các bạn ơi. Em xì thế gì à? Tổ này nằm khá là cao ấy. Bắt được tổ này cũng phiêu các bạn ơi. Cũng chưa biết làm cách nào để bắt nó đây. Cây to lên không biết còn nổi không đây. Rồi, thì mình chuẩn bị đồ rồi mình lên bắt các bạn. Mình cũng chuẩn bị được một cái đuốc rồi. Chắc là mình phải lên lên cái cây nhỏ kia mình kéo qua thôi. Chưa lên cây to này lên nổi luôn nhé. To, to quá. Rồi, và nhìn thấy cây khiếp. Nếu mà lên được cây này thì cũng đỡ. Có khả năng là mình cố gắng mình lên cây này quá. Mình lên cây này, lên cây này. Rồi mình lên tiếp trên kia các bạn ạ. Ráng. Rồi, mình tiến hành khò đuốc đã. Dán lên các bạn ơi. Đây các bạn ơi, mình đã lên đến phần tổ ong rồi. Quá trình lên khá là mệt. Mình lên để lưng từng ong xuống nhé các bạn. Nhưng mà may quá nó xuống ít các bạn ạ. Ong xuống nhiều rồi. Chắc bỏ chạy à. Đây, khá là hùng quá à. Chưa thấy bộ mặt đâu các bạn ạ. Ồ, bộ mặt lép hết rồi. Thôi, ăn thua các bạn ạ. À, có mặt các bạn ạ. Đấy một bên. Ủa nó trên tầng trên này. Wow, mình cứ tưởng là nó lép. Có mặt. À, cho mình gần như hết hy vọng các bạn ạ. Mình là tổ ong to cứ này mà. Nó không thấy mặt ở đâu. Thì ra nó đang tận trên các bạn ạ. Mình lên tới đây là mình cũng hết hơi mấy tổ ong này. Đâu có phải đơn giản mấy tổ ong đâu các bạn ạ. Không biết là mật màu gì đây. Ôi, vàng các bạn ạ. Tuyệt vời. Mình tiến hành này.
vác đuốc mình quay cho các bạn xem tóng nha. Đây các bạn này, tổ ong đây. Wow, nhìn nó to quá. Mà mình lên mình quạt thế cục phấn nữa. Quá to quá, mình bảo là thôi chắc không có mật được. Người đâu đóng cục mật cũng khá là được các bạn ơi. Trăm voi, tổ này chắc cũng cầu được 1 lít. Mật vàng, đẹp các bạn ơi. Tuyệt vời. Quá là tuyệt vời. Quay bên này cho các bạn xem. Tipper rồi các bạn ơi. Quay cho các bạn xem cận cảnh hết tổ ong nha. Các bạn ơi. Rồi, mình tiến hành lấy mật đây. Rồi xuống. Đọc phấn đó các bạn ơi. Này mà ở đúng vào mùa của nó thì mật nhiều lắm các bạn ơi. Đây tháng này cũng cuối mùa rồi. Ôi khá tuyệt vời á. Tổng khá là mạnh. Anh thủ lấy mật được xuống các bạn ơi. Tình hình này là không ổn à. Anh em nào mua mật thì chiều liên hệ chung 92 chân bắt nhé. Mật mới về các bạn ạ. Ong nó bốc mật quá. Trời ong. Mình ngưng một phát là ong nó vào. Vào mật luôn. À, mật khá là ok các bạn ơi. Không uổng công mình trèo lên cây chu lớn này các bạn ạ.
Rồi, mình lấy xong tổ ong nhé các bạn. Rồi, nhanh thủ mình xuống. Rồi, mình xin hành đi xuống nhé các bạn. Có gì xuống mình quay cho các bạn xem lại cùng mật nhé. Rồi, mình là trong nước an toàn nha các bạn. Bắt trong tổ ong trời mưa luôn các bạn ơi. Rồi, mưa luôn rồi. Khá là vất vả các bạn ơi. Và quá trình mình lấy được tổ ong nó đem lại cho mình được cùng mật cũng khá là đẹp. Mình tranh thủ mình quay sơ cho các bạn xem mà. Đây các bạn ơi. Mật rồi. Khá là tuyệt vời nhé. Thôi, video bắt ong của mình hôm nay đến đây xin tạm dừng các bạn ơi. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho chúng 92 Săn Bắt nha. Thôi, mình xin chào tất cả các bạn nha.